Kính chào quý vị khán giả và quý bà con. Kim Quý và Thi Phước vui mừng được gặp lại quý vị bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay ngày 18 tháng 5, chúng tôi sẽ lại mang đến cho quý vị và bà con những thông tin đáng chú ý liên quan đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, những mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó còn là cập nhật về thông tin thị trường giá cả sản xuất nông sản trong nước. Và sau đây sẽ là phần điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong 15 phút của chương trình hôm nay. Lâm Đồng phấn đấu đến 2020 sẽ có khoảng 200 chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp. Ruộng bị nứt chân chim, cây trồng khô héo vì nắng hạn kéo dài. Con số hôm nay, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa 4 tháng đầu năm là 348 triệu đô la Mỹ. Chuyện nhà nông, công nghệ IoT trong quản lý sản xuất nông nghiệp đang được triển khai tại nông hộ huyện Đức Trọng. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, những năm gần đây, nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân được hình thành. Như vậy, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho hộ nông dân khá thuận lợi, đem lại giá trị kinh tế cao, khuyến khích được thành viên hợp tác xã và nông dân tham gia liên kết. Tỉnh Lâm Đồng hiện có 120 chuỗi liên kết từ sản xuất, sơ chế đến chế biến và tiêu thụ nông sản, với sự tham gia của gần 12.600 nông hộ và 150 doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác. Hiện địa phương đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ có khoảng 200 chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp. Chỉ tính trên lĩnh vực sản xuất các loại rau, củ, quả, hàng năm, 60 chuỗi liên kết đã duy trì sản xuất ổn định hơn 2.540 ha, tổng sản lượng gần 186.500 tấn. Trên cây chè, khoảng 20 chuỗi liên kết với diện tích canh tác trên 1.660 ha chè, sản lượng nông sản tiêu thụ qua chuỗi là gần 40.250 tấn. Những chuỗi còn lại tập trung phát triển trên các loại cây trồng như là hoa, cà phê, dược liệu, cây ăn quả, v.v. Theo nhận định của ngành chức năng, để tiếp tục phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, các địa phương trong tỉnh cần tổ chức liên kết từng ngành hàng, kịp thời trao đổi thông tin, dự báo nguồn cung để chủ động điều tiết sản xuất, phân phối theo nhu cầu thị trường. Quan trọng là phải chú ý đến công tác quản lý chất lượng để nâng cao uy tín, sức cạnh tranh của nông sản Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên triển khai. Hiện đã có trên 60 hectare, chủ yếu là rau, hoa, dâu tây, v.v. đang được áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất. Những thiết bị công nghệ chủ yếu được các nhà vườn sử dụng là camera theo dõi sinh trưởng cây trồng, bộ điều khiển trung tâm, bộ cảm biến ngoài trời, máy phân loại màu, v.v. Áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp giúp nhà nông nâng cao năng suất nông sản và năng suất lao động từ 15 đến 25% so với sản xuất thông thường. Hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân đang được ngành chức năng triển khai, bao gồm xây dựng các giải pháp giám sát, điều khiển các thông số khí hậu bằng công nghệ IoT kết nối vạn vật, tổ chức tập huấn, hội thảo để chuyển giao cho nhà nông. Tuy nhiên, đầu tư cao, đầu ra chưa thật ổn định chính là trở ngại cho việc áp dụng công nghệ thông tin mang lại cho sản xuất nông nghiệp hiện nay ở Lâm Đồng. Từ nhiều năm qua, thông qua việc lồng ghép các chương trình, đề án, nhiều giống dâu lai tạo mới có năng suất, chất lượng cao đã được nông dân Lâm Đồng đưa vào canh tác ở các vùng đất có điều kiện thích hợp thay cho những giống cũ, giống địa phương. Phổ biến hiện nay là các giống dâu S7CB, VA201, TBL03, TBL05. Những giống nói trên chiếm trên 80% tổng diện tích dâu toàn tỉnh. Các giống mới chọn có nhiều ưu điểm vượt trội như trọng lượng lá lớn, khả năng kháng bệnh tốt, cho thu hoạch lá quanh năm, khả năng phân cành tốt nên phù hợp với thu hoạch cắt cành, xu hướng trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, các giống dâu mới chọn có tính kích ứng tốt với điều kiện sinh thái và điều kiện sản xuất tại Lâm Đồng. Các địa phương có diện tích sử dụng giống mới cao là huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc, v.v. Tuy vậy, tại một số địa phương, do đặc thù về điều kiện đất đai, vùng trũng, đất ven sông suối, bãi bồi, nên việc sử dụng các giống dâu địa phương như bầu đen, bầu trắng, bầu xanh với khả năng chịu hạn và ngập lụt tốt là thích hợp. Liên tục chương trình, ruộng bị nứt chân chim, cây trồng khô héo vì nắng hạn kéo dài. Chuyện nhà nông đưa mắc ca trở thành sản phẩm đặc sản tại Đắk Nông. Khám phá công nghệ IoT trong quản lý sản xuất nông nghiệp đang được triển khai tại nông hộ huyện Đức Trọng. Chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay xin chia sẻ tới quý bà con những thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân nhiều địa phương trên cả nước.
Quý bà con thân mến, trong đợt nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua, nhiều đám ruộng tại các xã ngoại thành thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đều đã bị đứt đất, mặt ruộng kiểu chân chim và đang có nguy cơ lan rộng đến các đám ruộng khác. Nhiều đám ruộng bị nứt đất mặt ruộng, nặng nhất là các xã Vĩnh Ngọc và Vĩnh Trung, Nha Trang, khiến nhiều nơi nông dân không thể gieo cấy cho vụ mùa hè thu sắp đến. Năm nay do mùa khô hạn đến sớm cùng với những đợt nắng nóng kéo dài nên đất mặt tại nhiều đám ruộng đều bị nứt nẻ kiểu chân chim. Vết nứt ngày càng lan rộng, tỏa ra chằng chịt khắp các mặt ruộng trông chẳng khác như bàn cờ, gây ngạc nhiên cho người đi đường cũng như gây lo lắng cho nông dân trước đợt nắng hạn dự báo sẽ còn kéo dài và khốc liệt trong năm nay. Được biết hiện nay các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn đủ lượng nước, chưa chạm mốc mực nước chết. Chỉ có một vài hồ đã bắt đầu khô cạn nên ngành chức năng thủy lợi của tỉnh đã có phương án điều tiết hợp lý việc cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho nông dân trong mùa khô hạn năm nay. Vẫn liên quan đến câu chuyện thiếu nước cho sản xuất, thưa quý bà con, mặc dù khu vực miền Nam đã xuất hiện mưa đầu mùa, nhưng những tác động mạnh mẽ của thời tiết nắng nóng kéo dài vẫn đang khiến cho ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt là tại huyện biên giới Bù Đớp, nhiều vườn tiêu bị úa vàng, khô héo do không có nước tưới, còn người nông dân thì đang phải oằn mình chống hạn, cố gắng chờ đợi những cơn mưa nhiều hơn nữa. Dù đã cố gắng tưới chắc chiêu, tiết kiệm hết mức có thể để cầm cự, nhưng chiếc giếng duy nhất của gia đình cuối cùng cũng đã cạn nước. Không có nước tưới, gần 500 nọc tiêu của gia đình anh Lê Minh Hải ở xã Tân Thành, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước bắt đầu úa vàng và rụng lá. Nếu nắng hạn tiếp tục kéo dài thì việc cứu vãn vườn tiêu này xem như đã lực bất tòng tâm. Mỗi năm thì tiêu tháng này thì nó xanh tốt và nó cũng chẳng bị ra bông ra trái, nhưng năm nay thì nó bị ảnh hưởng nắng này, giờ nó cũng đang rụng tay rụng chân, nó cũng chưa có ra bông ra trái gì hết. Thu nhập không được bao nhiêu hết mà gặp cái nắng hạn kiểu này nữa là xong rồi. Đập Bầu Sen, nơi dự trữ và cung cấp nguồn nước ổn định phục vụ nhu cầu tưới tiêu sản xuất của người dân xã Tân Thành, nay chỉ còn lại một vài vũng nước như thế này. Không thể dựa vào đập thủy lợi để cứu vườn, nhiều người đã phải chấp nhận bỏ số tiền lớn để khoan giếng nhưng đa phần đều thất bại. Với cái tình hình hạn hán này, là năm nay là năm hạn thứ hai rồi, mà cứ cách 2 năm một lần hạn này thì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của bà con đó. Tiêu thì mất giá mà giờ là nước non thế này đầu tư vậy thì dân khổ lắm mà. Ngoài những khó khăn về nguồn nước tưới cho cây trồng, người dân còn phải đối mặt với việc thiếu nước sinh hoạt mùa khô, khiến nhiều gia đình phải đi xin nước hoặc mua nước với giá đắt đỏ để sinh hoạt. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 348 triệu đô la Mỹ, đây là kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa trong 4 tháng đầu năm của nước ta. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm của Việt Nam trong tháng 3 năm 2019 đạt 91,94 triệu đô la Mỹ. Riêng trong tháng 4, Việt Nam đã chi 90 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa. Như vậy là trong 4 tháng thì cả nước đã chi 348 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu mặt hàng này, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam nhập khẩu sữa và các sản phẩm chủ yếu từ New Zealand, các nước Đông Nam Á và EU. Trong đó, quý 1, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường New Zealand đạt khoảng 95,54 triệu đô la Mỹ, từ Singapore khoảng 32,56 triệu đô la Mỹ và từ Mỹ khoảng 18,9 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý là trong quý 1 năm 2019, Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu sữa và sản phẩm từ Australia với mức tăng gấp 2,8 lần, tương ứng là 180,86% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 17,34 triệu đô la Mỹ. Quý vị và bà con thân mến, có mặt khoảng 10 năm ở Đắk Nông, mắc ca, loài cây được mệnh danh là nữ hoàng quả khô, đã từng bước khẳng định vị thế của mình khi đem lại giá trị kinh tế cho người nông dân. Với xu thế phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp cơ sở đã tham gia thu mua, chế biến sâu sản phẩm hạt mắc ca. Điều này đã góp phần đưa sản phẩm mắc ca đến gần hơn với người tiêu dùng, nâng cao giá trị của mắc ca nguyên liệu. Diện tích mắc ca của Đắk Nông tập trung chủ yếu ở huyện Tuy Đức. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện phát triển khoảng 678 hectare mắc ca, tập trung chủ yếu ở các xã Đắk Búc So, Đắk Rịch Tý, Quảng Tâm, Quảng Trực. Hiện nay một số vườn cây mắc ca trên 5 năm tuổi đã cho thu hoạch với tổng diện tích trên 400 hectare. Hạt mắc ca có giá trị cao về dinh dưỡng nên sản phẩm mắc ca đã được chế biến trở thành đặc sản được nhiều người ưa chuộng tìm mua. Nắm bắt xu thế này, với lợi thế vùng nguyên liệu, nhiều doanh nghiệp cơ sở chế biến đã đầu tư công nghệ đồng bộ từ máy cắt vỏ, máy sấy, đóng gói. Cái điều đặc biệt là cái vùng nguyên liệu nó đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Thì cơ sở sẽ đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị, nghiên cứu và thay đổi từ cái hình thức bao bì, nhãn mác để đăng ký thương hiệu, tạo cái sự cạnh tranh cho cái sản phẩm mắc ca như ý cũng
so với các sản phẩm mắc-ca khác trên thị trường. Hiện nay sản lượng mắc-ca có được bao nhiêu, doanh nghiệp tiểu thương thu mua hết bấy nhiêu. Mặc dù mới chỉ bước đầu nhưng cây mắc-ca đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân lẫn doanh nghiệp chế biến. Do thích nghi tốt với điều kiện sinh thái của địa phương và dễ trồng, dễ chăm sóc, nên mắc-ca được đánh giá là loại cây trồng có tiềm năng bên cạnh các cây trồng chủ lực khác như tiêu, cà phê. Phải nói là trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì cũng có một số các cái cơ sở sản xuất giống mắc-ca. Tuy nhiên trong đó ở tỉnh Đắk Nông có cái viện nghiên cứu các giống cây ăn quả và cây mắc-ca, chọn lọc từ 10 dòng giống mắc-ca. Trên cơ sở đó mới lựa chọn ra những giống nào thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện lập địa của khu vực Đắk Nông. Hiện cả nước có khoảng 2.000 hecta cây mắc-ca, nguồn nguyên liệu cả thế giới mới đáp ứng cho 20% thị trường. Dự báo đến năm 2050, nguồn nguyên liệu mắc-ca của thế giới đáp ứng 50% nhu cầu tiêu thụ. Mặc dù tiềm năng lớn nhưng trong phát triển mắc-ca, Hiệp hội mắc-ca Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa khuyến cáo trồng đại trà và trồng thuần để tránh rủi ro. Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là Tây Nguyên không nên trồng thâm canh mà chúng ta nên trồng xen để đa dạng hóa cái cây trồng, để tăng cái hiệu quả của sử dụng đất. Thời gian gần đây cũng đã có một số doanh nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Đắk Nông để thu mua hạt mắc-ca. Tuy nhiên do sản lượng còn ít nên chưa đáp ứng cho nhu cầu chế biến của các doanh nghiệp. Xin được chuyển sang một câu chuyện khác. Quý bà con thân mến, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại những thay đổi tích cực trong đời sống, làm việc và sản xuất với sự ra đời của một loạt công nghệ mới trên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot, v.v. Trong câu chuyện tiếp theo sau đây, chúng tôi xin mời quý vị và bà con cùng đến với một mô hình ứng dụng công nghệ IoT Internet vạn vật và quản lý sản xuất nông nghiệp đang được nông hộ triển khai tại huyện Đức Trọng. Ông Nguyễn Như Thủy ở xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng là một trong hai nông hộ được hỗ trợ ứng dụng công nghệ IoT Internet vạn vật và quản lý sản xuất nông nghiệp ở Đức Trọng. Ứng dụng này đã giúp gia đình ông có thể quản lý tốt canh tác trong vườn. Theo ông, từ khi ứng dụng công nghệ IoT vào sản xuất, chi phí sản xuất giảm thông qua việc tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng, giảm nhân công, giảm lượng phân bón bị rửa trôi. Ngoài ra, khi có việc bận, không có mặt ở trang trại, ông vẫn theo dõi được tình hình cây trồng, điều khiển các thiết bị tưới và bộ chăm phân thông qua ứng dụng điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh vào bất cứ thời điểm nào. Thông qua các thông số môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ đất, độ ẩm nhà kính, độ EC, pH của dung dịch phân bón hòa tan, được đo lường bởi hệ thống cảm biến của thiết bị sẽ tính toán theo thời gian thực hiện và đưa ra các khuyến nghị về lịch tưới tối ưu, đồng thời có thể ghi chép nhật ký sản xuất. Trong cái vườn này thì mình hiện tại giờ đang dùng cái hệ thống tưới thông minh của công ty Việt Nam, mình là công ty Mimosa Tech. Trong cái hệ thống này nó có thứ nhất là cái hệ thống tưới điều khiển trung tâm, nó sẽ tưới cái phân rồi cái ECBH mong theo như ý mình mong muốn theo từng loại cây. Còn cái thứ hai nữa là cái hệ thống khi vi khí hậu trong nhà với lại cái cảm biến EC đầu ra sau khi mình tưới là sau khi nước đã thoát ra khỏi giá thể, rồi là độ ẩm trong đất, rồi mình dùng cái đèn huỳnh quang để mà mình khống chế cái thứ nhất là cái nấm bệnh. Còn về côn trùng gây hại thì mình dùng cái thiên địch. Dùng cái hệ thống thông minh này, thứ nhất là nó giảm về cái nhân lực, mình tiết kiệm được cái phân bón và cái nguồn nước, cái nguồn tài nguyên, mình quản lý sâu bệnh trên những cái vấn đề đó thì nó không có phải sử dụng tới cái thuốc trừ sâu rồi là thuốc trừ nấm bệnh. Thứ nhất là mình làm này là mình bảo vệ cho bản thân mình trước, mình bỏ cái vốn ban đầu nhưng mà cái lợi nhuận về sau này thì mình sẽ lấy lại hơn, tại mình đầu cao, tư cao thì cái sản lượng mình nó cũng cao, mà cái sản phẩm mình bán ra nhiều lúc mình cũng có thể đi đáp ứng được mọi thị trường, mình vẫn đáp ứng được. Tổng giá trị đầu tư mô hình IoT rộng hơn 5.000 m2 này là hơn 114 triệu đồng. Áp dụng IoT vào sản xuất, không chỉ người nông dân tiết kiệm được chi phí mà giá trị nông sản cũng tăng lên rõ rệt, đồng thời giúp phát triển nông nghiệp thông minh sạch, an toàn, bền vững, góp phần xây dựng và củng cố thương hiệu cho rau hoa Đà Lạt nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung. Quý bà con thân mến, nội dung thú vị vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633829930. Kim Quý và Thiên Phước xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình ngày mai.